kính bạch thầy người kiếp này khổ đau nghèo khó xét theo luật nhân quả là kiếp trước họ làm nhiều điều không tốt làm ác nói chung là thường làm khổ mình khổ người hoặc kiếp này làm nhiều điều ác không tốt khiến mình khổ người khác khổ và kiếp sau sẽ thọ quả khổ xong cả hai kiếp quá khứ và vị lai cũng không biết mình là ai cả cũng như con hiện giờ đây con đâu có biết kiếp trước mình là ai Ở đâu vậy Vì thế họ đâu có sợ làm điều ác Vì kiếp sau Họ đâu biết họ là ai để mà đau Mà khổ, mà hối tiếc, mà ân hận Dân dân Mong thầy giải thích cho con hiểu Đáp Định luật nhân quả Như cháu đã hiểu Đó là luật nhân quả của kinh sách phát triển Chứ không phải là đạo đức nhân quả đạo đức nhân bản nhân quả tức là đạo đức gốc của con người ví dụ một lời nói làm cho người khác buồn khổ là mình thiếu đạo đức nhân bản cho nên đạo đức nhân bản nhân quả rất thực tế không mơ hồ trừu tượng như nhân quả của kinh sách phát triển nhân kiếp trước thọ quả kiếp này nhân kiếp này thọ quả kiếp sau đó là một hình thức mơ hồ, trù tượng, không logic. Kẻ dơ nhân và người gặt quả không chủ thể, khiến cho người ta không đủ lòng tin. Kinh sách phát triển thường dạy, nhân quả trù tượng, biến luật nhân quả trở thành luật định mệnh hay gọi là số mệnh. Luật nhân quả của Đạo Phật không phải là luật số mệnh, vì luật số mệnh có nghĩa là có sự cố định không thay đổi được Nếu có luật nhân quả cố định nào như vậy Thì Đạo Phật sẽ không xuất hiện trên đời này Vì không giải quyết mọi sự khổ đau của loài người Và tất cả chúng sanh Đối với Đạo Phật Thì luật nhân quả là những hành động sống hàng ngày Trong môi trường duyên hợp, duyên tan Của các pháp vô thường Thường thay đổi di dịch Biến động liên tục theo các hành của nó nếu hành động ác thì sự đau khổ tăng lên nhiều nếu hành động thiện thì sự khổ đau giảm xuống và giảm xuống dần rồi đi đến hết khổ đau mà đạo phật gọi là giải thoát hay là niết bàn ngược lại hành động càng ác thì sự khổ đau càng tăng dần đi đến khổ đau tận cùng mà đức phật gọi là địa ngục vì rõ thấu môi trường sống của luật nhân quả vô thường như vậy nên đạo phật ra đời ra đời xây dựng cho loài người một nền đạo đức nhân bản nhân quả để mọi người cùng sống không làm khổ mình khổ người bằng cách ngăn ác diệt ác pháp trong tâm sống thiện tăng trưởng thiện pháp nhân quả quá khứ không còn là nhân quả nữa nó chỉ còn là một môi trường sống của muôn loài dạng vật đang sống chung nhau mà thôi. Chỉ có nhân quả hiện tại mới đáng cho chúng ta lưu ý. Khổ, vui, hạnh phúc hay không hạnh phúc đều do nhân quả hiện tại mà có. Do quy luật chuyển đổi được nhân quả này, Đạo Phật ra đời dạy chúng ta ngăn ác pháp, diệt ác pháp, sống thiện, tăng trưởng thiện là để chúng ta thoát khổ chứ không có nghĩa dạy chúng ta đi tìm một cảnh giới niết bàn ở đâu xa mà cũng không có nghĩa là đi tìm nhân quả quá khứ để biết mình kiếp trước là ai làm gì sống ở đâu đó là một lối hí luận của kinh sách phát triển để biến đạo đức nhân quả thành một triết thuyết nhân quả suông chuyên tranh luận hơn thua suy ra sự khổ đau của con người là ở nhân quả hiện kiếp chứ nhân quả quá khứ và dị lai không có nghĩa lý gì cả đối với một người sống thiện hành thiện trong hiện tại sống thiện hành thiện trong hiện tại là có một cuộc sống an vui hạnh phúc còn ngược lại cho rằng chẳng biết mình ở quá khứ và dị lai là ai để chịu đau khổ ân hận hối tiếc về sau thì hiện tại cứ làm ác đâu sợ gì kiếp sau có biết ai đâu để mà đau, mà khổ, mà tiếc, mà ân hận, vân vân. Sự tư duy như vậy là không hiểu nhân quả của đạo Phật. Đức Phật dạy, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Ba câu kệ trên đây, Đức Phật khéo nhắc nhở chúng ta, nhân quả quá khứ và vị lai đừng truy tìm vì có truy tìm thì cũng chẳng có ích lợi gì chỉ có nhân quả hiện tại là đáng kể cho đời sống của chúng ta vui buồn khổ đau phiền não đều do nhân quả hiện tại con người sống chỉ có khổ hay vui trong kiếp hiện tại mà thôi trong hiện tại mà làm ác sống ác tức là làm khổ mình khổ người khổ tất cả chúng sanh điều này không thể chạy trốn đâu khỏi sự đau khổ luật nhân quả rất công bằng và công lý không tha thứ và dị tình ai cả trong hiện tại ngược lại trong hiện tại làm thiện sống thiện tức là không làm khổ mình khổ người khổ tất cả chúng sanh điều này dù muốn dù không người này vẫn phải hưởng phước báo an vui hạnh phúc trong hiện tại luật nhân quả xử phạt công minh trong hiện kiếp là do hành động ác thiện của mình mà mình thọ hưởng quả khổ vui trong hiện kiếp. Còn nhân quả quá khứ và dị lai thì chỉ còn là một nền tảng cho nhân quả hiện kiếp do nhân quả mới đâm chồi nảy lọc. Nhân quả thiện ác trong hiện kiếp trả chưa xong còn tồn động dư thừa. Khi người ấy chết thì sự thọ khổ vui cũng tan biến thành một môi trường sống luật nhân quả không tha thứ giảm tội cho những kẻ vô tình làm ác vô tình làm ác thì cũng phải trả dây sự khổ đau như kẻ hữu ý vì thế đức phật nói vì vô minh mà chúng sanh tự làm khổ vô minh tức là vô tình vô ý chứ không có nghĩa là ngu si tối tâm như mọi người hiểu vô minh không phải là không biết mà biết sai sự thật biết không chánh kiến biết sai sự thật không chánh kiến tức là vô tình làm ác do vô tình hiểu biết không chân chánh tức là không có chánh kiến như trên đã nói vì thế con người mới làm ác làm ác nên cuối cùng phải chịu lấy muôn ngàn sự khổ đau trong kiếp hiện tại người không biết nhân quả không sợ nhân quả mà cứ làm ác thì cũng chịu đủ mọi sự khổ đau trong hiện kiếp